con đi vào trong đi.
con ăn. Con làm gì đây? Đang làm cơm ăn. Gì đây, làm gì ngon thế nhỉ? Cho bố ăn với. Con với bố ở trong ăn đi. Thôi bố ở trong ăn nhá. Mẹ làm hai cái này đó. Mẹ giỏi thế nhỉ. Ngon lắm à. Mẹ ơi, ở đeo đi á. Cái bé bé này. Mọc trò nha, dù ngon chê nha, cái gì ngon chê nha. Không có nhớ bố không? Giờ còn lại nha.
Ủa bắt nhé. Đói không? Ngon ngọt mẹ, ngon ngọt. Cá là không ngon. Ngon. Ngon cái này, ngon. Cái này có cả giấy này. Nhưng mà không ăn. Nhưng mà miệng thơm chứ. Cái này không? Ừ. To thế nhỉ? Chỉ biết con này. Thơm nhỉ? Ừ, cái này to thế nhỉ? Nào để bố bón cho nào, ngon không? Ngon rồi. Ngon, con ngon ngon. 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 Ngon rồi à, có ăn rồi. Ở đây hả? Ở đây thế. Mày có về nhà không? Hả? Mày có về nhà không? Mẹ về trước đi, thì con về sau. Có đi nhà không? Lại ở với nhau ở đây à? Hả? Mày không về nhà thật à? Thích không? Thích không về à? Thích ở với nhau à? Mẹ về đi. Mở cửa cho anh em ơi. Em ơi. Mở cửa cho anh. Mở cửa cho anh với em ơi. Anh đi về nhà với mẹ đi. Em ơi, mở cửa cho anh đi. Anh đi về với mẹ đi. Mẹ ơi. Cho anh. Mở cửa cho anh em ơi. Anh đi về nhà với mẹ đi. Anh đi về nhà làm con trai giữa thảo của mẹ đi. Mở cửa cho anh em ơi. Mở cửa anh đi mà em ơi.
Em ơi. Em ơi. Em ơi, một chút đáng em ơi.